Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Phu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2930 đến 2934. Tập 2930. Hy sinh một cái tay phải, đổi diệp thần tánh mạng, dĩ nhiên là lời chắc không lỗ. Phịch. Lã Phong Thiên Đường thần quyền, hung hăng cùng diệp thần hoang ma thiên kiếm đụng vào nhau, quyền phong cùng kiếm phong giao kích, nhất thời nổ lên một cổ kinh người đợt khí. Lôi đài tỷ võ lên tấm đá, từng cục sụp đổ nghiền, vô số cấm chế phủ văn bị biến dạng căn bản không ngăn được hai người va chạm uy thế suy ở hoang ma thiên kiếm kiếm khí cắt kim loại hạ lã phong quả đấm nhất thời bị cắt ra máu tươi phun ra lộ ra dày đặc xương trắng bị thương rất nặng thậm chí lã phong máu tươi đều điên cuồng đi hoang ma thiên kiếm hội tụ đi không tốt lã phong mặt liền biến sắc không nghĩ tới cái này hoang ma thiên kiếm còn có thể hút máu trong lúc nguy cấp vội vàng cướp bước lui về phía sau cũng may hắn phản ứng mau cuối cùng không có bị dính ở. Chỉ là, hắn cúi đầu vừa thấy, nhận ra được mình quả đấm, cơ hồ bị phá vỡ hai nửa, thương thế nghiêm trọng như vậy, một cái tay phải đã là phế. Hoang ma thiên kiếm tạo thành sát phạt thương thế, tự nhiên không phải đan dược thông thường linh khí có thể chữa trị. Khách lạt lạt. Mà diệp thần bị lã phong một quyền, hoang ma thiên kiếm kịch liệt chấn động, bao trùm ở trên thân kiếm từng tầng một kim giáp, rồi giết nổ tung nguyền. Diệp thần lui về phía sau ba bước, hít sâu một hơi như là khí định thần nhàn hình dáng lần này hợp kinh thiên va chạm hắn lại không có bị thương cái gì ngươi ngươi lã phong thấy vậy hoàn toàn sợ ngây người hắn thiên đường thần quyền uy lực hạng cường hãn chính là sao trên trời đều có thể nghiền nổ nhưng diệp thần lại có thể một chút thương thế cũng không có đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi hắn vốn là còn muốn liều mạng hy sinh tay phải cũng phải đánh chết diệp thần nào nghĩ tới Diệp Thần hồn như vô sự. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Kỳ Sơn bỗng nhiên lên, gương mặt cũng là biến sắc. Hắn rất rõ ràng Lã Phong thực lực, cho dù là hắn, cũng không dám đón đỡ Lã Phong một quyền. Hồng Hân, Mạc Hoàng Tể, Mạc Hàn Hy, Lâm Thiên Tiêu, đế thích ma hầu các người, đều là vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể khâu chút tổn hao nào. Lúc đầu Diệp Thần mở ra xích trần thần mạch, trên thân kiếm che lấp một tầng canh kim giáp phiến vậy lã phong quả đấm uy lực toàn bộ bị canh kim giáp miếng ngói rõ ràng không một bị thương đến diệp thần thái ất chấn lôi xa cho ta bạo diệp thần mắt gặp lã phong bị thương chính là chu diệt hắn thật tốt cơ hội trong mắt lướt qua sát khí bên trái vung tay lên từng viên một hàm chứa cùng bạo sấm xét tinh khí cắt chính là gào thét nổ bắn ra ra vỗ đầu che mặt đi lã phong nổ đi lã phong con người co giúp lại hắn tay phải đã phế bỏ cái gì võ đạo thần thông cũng không sử ra được nếu như bị thái ất chấn lôi xa đánh chúng sợ là tại chỗ sẽ bị nổ thành bụi bậm cách mặt đất diễm quang cờ lên nguy cấp bên trong lã phong cắn chót lưỡi phun ra một chùm máu tươi máu tươi bốc hơi lên dưới một cán hồng diễm diễm cờ xí nổi lên dài một xích thất thốn cờ sắc huyền đỏ có hỗn loạn âm dương điên đảo ngũ hành khí thế chính là 33 thiên hỗn độn trí bảo tiên thiên năm phương cờ một trong cách mặt đất diễm quang cờ lã phong võ đạo đã phế pháp bảo nhưng có thể tùy mình sử dụng cái này cách mặt đất diễm quang cờ vừa ra lập tức cuốn lên vô cùng liệt diễm phong bạo đem diệp thần thái ất chấn lôi xa toàn bộ cuốn ngược trở về giết ngược hướng diệp thần mình đây chính là cách mặt đất diễm quang cờ sao diệp thần trong mắt co rúc một cái ở phía trước thiên nam phương cờ bên trong cách mặt đất diễm quang kỳ chủ phương nam nghe nói có thể hỗn loạn âm dương điên đảo ngũ hành cách diễm quang cờ dưới sự xung kích diệp thần thái ất chấn lôi xa tựa như mất đi khống chế, lại muốn công kích hắn. Suối vàng mất đi thiên quyết. Diệp thần lặng yên không một tiếng động, bàn tay thả ra từng luồng ánh sáng vàng, mênh mông hãn hãn, phiêu phiêu miểu miểu, đem vậy từng viên một sấm chớp mưa bão cát, toàn bộ thu hồi hoàng tuyển thế giới bên trong đi. Hồng Kỳ Sơn thấy Lã Phong sử dụng cách mặt đất diễm quang cờ, trong lòng an tâm một chút, thật may còn có cái này lá bài tẩy, cách mặt đất diễm quang cờ vừa ra, muốn đến vậy Diệp Thần vậy không đỡ được cái này cần cách mặt đất diễm quang cờ Nam phương thánh địa bồi bổ không biết nhiều ít vạn năm sau lai tài quyết đứng đầu lại tự tay rèn luyện qua pháp bảo kêu căng không phải chuyện đùa hô 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 một trùng oanh lửa cháy mạnh từ cách mặt đất diễm quang cờ bên trong thả ra ngay tức thì bày khắp chân trời ở giữa thiên địa lửa cháy mạnh dọn ra dọn ra tựa như hóa thành hỏa lò dưới lôi đài các người vây xem đều riêng vận công pháp bảo vệ tự thân miễn được bị lửa cháy mạnh gây thương tích lã phong cắn bể ngón trỏ trái, đem máu tươi lau trên đất, giọt máu diễn hóa thành một cái trận pháp. vậy cách mặt đất diễm quang cờ trôi lơ lửng ở trên trận pháp không, cơ sĩ hô hô vang động, diễm lửa bốc hơi lên tới giữa, lại có thể phân quang hóa ảnh. một cán cơ sĩ biến thành hai cây, sau đó hai đổi bốn, bốn đổi tám, tám đổi mười sáu, khoảnh khắc tới giữa, một cán diễm quang cờ diễn hóa thành thiên vạn cần lửa cháy mạnh cơ sĩ, tầng tầng lớp lớp phủ kín bầu trời, uy thế ngút trời diệp thân sắc mặt trầm xuống liền thấy bốn phương tám hướng toàn bộ là một cán cần ngọn lửa cờ xí hắn đã bị trùng trùng lửa cháy mạnh bao vây thằng nhóc mặc dù ngươi võ đạo cường hãn nhưng cuối cùng không sánh bằng ta pháp bảo lã phong cười lạnh một tiếng thân thể khẽ run tay phải thương thế quá mức nghiêm trọng hoang ma kiếm khí xâm nhập phạt vào cơ thể hắn vô cùng làm khó bị giờ phút này miễn cưỡng chống đỡ tình hình bây giờ chỉ có tốc chiến tốc thắng đánh chết thằng nhóc này cướp đoạt hoang ma thiên kiếm mới khá rõ ràng ta thương thế nguy hiểm. Lã Phong trong bụng nghĩ ngợi, hít sâu một hơi, bên trái vung tay lên, vậy ngàn vạn cần cờ xí. Đầy trời hô xì xì vang dội, phiến ra vô cùng vô tận ngọn lửa gió lốc, gầm thét đi diệp thần tập sát đi. Hắn rất rõ ràng, muốn cứu vãn thương thế, phải đoạt đến hoang ma thiên kiếm, nếu không bữa trước kiếm sát phạt nhuệ khí, chui vào hắn xương tủy bên trong, đời này cũng đừng nghĩ hết bệnh. Khá lắm, pháp bảo này ngược lại là lợi hại diệp thần con ngươi đông lại một cái nhìn ngàn vạn cần cờ xí lửa cháy mạnh bạo dọn ra hình dáng cũng là thán phục không thôi xem ra cái này tiên thiên năm phương cờ trước sau bị năm phương thánh địa cùng cân nhắc quyết định thánh đường rèn luyện qua đích xác là vô cùng cường hãn pháp bảo chỉ ít giờ phút này đối mặt ngàn vạn cách mặt đất diễm quang cờ đốt giết diệp thần cũng cảm nhận được vô cùng áp lực nếu như cứng rắn đụng mà nói hắn không có phần thắng bất quá ngươi có pháp bảo ta cũng có diệp thần nhìn chằm chằm lã phong khóe miệng như là miệng nhếch một cái nụ cười thản nhiên tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong cưng rắn đụng không được hắn có mưu lợi biện pháp thì vũ đổi linh phù cho ta cắn nuốt diệp thần quát lên một tiếng lớn vung tay lên một tờ linh phù đánh ra từng luồng u tối ánh sáng nhất thời lóng lánh cái gì lã phong thấy tờ linh phù này nhất thời cảm thấy không ổn rồi sau đó hắn chính là kinh hoàng phát hiện sàn nhà dưới chân lại đột nhiên yếu dần, biến thành một bãi ao đầm phù sa. Cái này một tí nổi lên biến cố, nếu như Lã Phong không bị thương, tự nhiên có thể tùy tiện né tránh. Nhưng hắn tay phải thương thế quá nặng, liên lụy toàn thân, gân cốt kinh mạch đều là vô cùng đau đớn, dưới trọng thương, cái này đơn giản ao đầm cả bẫy, lại có thể không cách nào né tránh. Ưng ừ ực. Trong phút chốc, Lã Phong bùn đủ lõm sâu, thân thể rơi xuống đến ao đầm vũng bùn bên trong đi, cũng bị một tức tức chiếm đoạt. Xong rồi Lã Phong kinh hoàng thất sắc, người rơi vào vũng bùn bên trong, sợ hãi dưới, cả người linh khí rối loạn, vậy cách mặt đất diễm quang cờ vậy điều khiển không ở. Ngàn vạn cần cơ xí phốc xích phốc xích một hồi vang, hoàn toàn chôn vùi tiêu tán, lần nữa đổi trở về một cắn lẻ loi cơ xí, lách cách một tiếng rớt xuống đất. Người pháp bảo này, quay về ta. Diệp thần ha ha cười một tiếng, bàn tay cách không một chảo, đem vậy cách mặt đất diễm quang cờ đoạt vào tay. Suối vàng mất đi thiên quyết lặng yên không tiếng động phát động, liền xóa sạch cơ xí lên máu tươi đóng dấu không tốt lã phong tâm niệm thúc dục phát hiện đã thúc dục không nhúc nhích cờ xí nhất thời biết mình coi là tánh mạng pháp bảo đã hoàn toàn bị diệp thần thu lấy pháp bảo mất lã phong lại là tức giận chấn động chỉ hết lần này tới lần khác bùn đủ lõm sâu không cách nào tránh thoát liều mạng vùng vẫy dưới ngược lại càng lún càng sâu thân thể trong phút chốc bị chiếm đoạt chỉ còn lại một cái đầu còn lộ ở bên ngoài cái này một tí kinh biến quá nhanh dưới đài tất cả mọi người đều kinh hãi diệp đại ca Mạc Hàn Hy che miệng ba, không thể tin nhìn Diệp Thần. Mới vừa ngàn vạn cần cơ sĩ, ngọn lửa voi rồng tàn phá, nàng còn lo lắng Diệp Thần, không biết Diệp Thần phải thế nào ứng đối. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần nhưng tới một phủ để trừ tân biện pháp, trực tiếp đánh bại pháp bảo chủ nhân, pháp bảo thế công, tự nhiên không đánh tự thua. Hồng gia bên này, như là người người biến sắc, mới vừa tất cả mọi người đều lấy là, Lã Phong sử dụng cách mặt đất diễm quang cờ, muốn chuyển bại thành thắng, nào nghĩ tới thời gian đảo mắt, hắn lại có thể bị nho nhỏ một cái ao đầm cạm bẫy chiếm đoạt lão thiên quân ừng ực cứu cứu ta lã phong kinh hoàng kêu to ao đầm phù sa đã ngâm đến hắn miệng hắn nuốt vào mấy miệng phù sa nước dơ cổ họng phát ra cục cục cô lỗ lỗ thanh âm hướng hồng kỳ sơn cầu viện hồng kỳ sơn sắc mặt rất là khó khăn xem hư lạnh một tiếng tung người bay đến trên đài đi như lấy lã phong tóc xem rút ra củ cải vậy đem hắn rút ra lã phong lách cách một tiếng É ở trên lôi đài, cả người Neo có thể nói vô cùng chật vật, nơi nào còn có một chút thánh đường sứ đồ uy nghiêm hình dáng. Mặc ra nơi này các đệ tử cũng không nhịn được cười rộ đứng lên, sau đó là vỗ tay hoan hô, là Diệp Thần thắng lợi ủng hộ. Hồng lão thiên quân, đa tạ. Diệp Thần chắp tay, tay áo bảo phất một cái, một món bát quái thiên đan thuật linh khí, bơm vào đến lã phong trên vết thương. Lã phong tay phải vết thương, rất nhanh khép lại. Hắn ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới Diệp Thần biết chữa trị mình. Thật ra thì Diệp Thần hận giết không được chết hắn, nhưng Hồng gia thần thụ phù chiếu, hắn còn không bắt vào tay, sự việc trước hay là chờ chút chỗ trống cho thỏa đáng, không muốn làm được quá tuyệt. Lâm Thiên Tiêu gặp Diệp Thần thủ thắng, giữa chán cũng là lớn vui, cất cao giọng nói, trận thứ ba, Mạc gia thắng. Mạc gia thắng hai trận, Tử Vi Ngân Hà đem quay về Mạc gia tất cả. Tử Vi Ngân Hà thuộc về Mạc gia, đối với Lâm gia mà nói, vậy là một chuyện tốt, chỉ ít không để cho hồng ra thế lực lớn mạnh. mặc ra toàn trường các đệ tử nghe được cái này thắng lợi tuyên ngôn đều là cao giọng hoan hô ủng hộ. mà hoàng tể gương mặt tỏa sáng hồng quang hướng hồng kỳ sơn nói hồng lão đầu ngại quá tử vi ngân hà quay về chúng ta. hụ hụ hụ. vừa dứt lời mà hoàng tỷ kịch liệt ho khan một tí lại bất tỉnh ngã tới. hắn trước đây vì kéo hồi cục diện máu tươi hao hết hôm nay đã là trong gió tàn chúc ra ra. Mạc Hàn Hi hơi có điểm kinh hoàng, chung quanh mấy trưởng lão cũng là vội vàng vận chuyển linh khí, bơm vào nhập Mạc Hoàng Tể trong cơ thể, duy trì hắn sức sống. Một cái trưởng lão nói, "Tử thư không cần lo lắng, chúng ta bắt lại Tử Vi Ngân Hà, lão thiên quân liền được cứu rồi." Tử Vi Ngân Hà linh khí đậm đà, đủ để kéo dài Mạc Hoàng Tể tuổi thọ, vốn là hắn máu tươi khô kiệt, tối đa sống thêm 3 tháng, nhưng có Tử Vi Ngân Hà bồi bổ, tự nhiên có thể sống lâu một đoạn thời gian. Hy vọng như vậy, Mạc Hàn Hy trong lòng an tâm một chút, gật đầu một cái. Trên lôi đài, Diệp Thần nhìn trước mắt Hồng Kỳ Sơn, nói, Hồng Lão Thiên Quân, ta may mắn thắng, dựa theo ước định, ngươi nên đem vật kia cho ta mượn. Diệp Thần tâm niệm, còn băn khoăn thần thụ phù chiếu sự việc. Chỉ cần lấy thêm đến Hồng ra chìa khóa này, hắn liền có thể chân chính mở ra hàng cổ chi môn, trở lại ngoại giới. Lâm Thiên Tiêu thấy Diệp Thần thủ thắng, vậy rất là cao hứng, hướng đế thích ma hầu nói, quốc sư đại nhân, Diệp Thần thắng, Nguyên nên đưa chìa khóa cho hắn đế thích ma hầu hừ một tiếng cũng không nghĩ tới diệp thần thật thắng bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là giao ra phù chiếu nói cầm đi phù này chiếu in một đầu kim bằng đồ đằng chính là lâm gia thần thụ phù chiếu đa tạ lâm thiên tiêu bắt được phù chiếu chuẩn bị giao cho diệp thần trên lôi đài hồng kỳ sơn sắc mặt không ở biến hóa vô cùng lưu luyến nhìn về tử vi ngân hà hôm nay tỷ võ bại trận hồng gia đem hoàn toàn bỏ lỡ khối bảo địa này còn muốn đem thần thụ phù chiếu cho mượn Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần trí đắc ý đầy trí hình dáng, Hồng Kỳ Sơn nội tâm tức giận không thôi, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, chợt quát lên. Tử vi ngân hà, phải quay về ta Hồng ra tất cả. Tất cả Hồng gia đệ tử nghe lệnh, diệt giết mặc ra, không chừa một mống. Tiếng nói rơi xuống, Hồng Kỳ Sơn năm ngón tay đột nhiên giết ra, lại hướng Diệp Thần cổ họng bắt đi. Diệp Thần thất kinh, không nghĩ tới Hồng Kỳ Sơn lại có thể lại đột nhiên làm khó dễ, đang chuẩn bị đánh trả, bỗng nhiên lúc này hoa mắt một cái một đạo uy vũ bóng người ngăn ở trước mặt hắn hồng lão thiên quân ngươi đây là ý gì người xuất thủ chính là lâm thiên tiêu lâm thiên tiêu đĩnh trường kích đang đang sát khí nhìn chằm chằm hồng kỳ sơn lâm ra các đệ tử vậy rào 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 rút binh khí ra chỉ cần lâm thiên tiêu ra lệnh một tiếng là được ra tay mặc ra bên này thấy hồng kỳ sơn đột nhiên trở mặt cũng là toàn bộ rút binh khí ra nghiêm thần phòng bị mấy cái cao tầng trưởng lão vây quanh mặc hàn hy bảo vệ nàng dưới mắt mặc hoàng tể suy kiệt hôn mê mặc ra tình cảnh thật to không ổn nếu như hồng gia thật muốn xé rách ra mặt sợ rằng khó mà ngăn cản cười cười cầu một sóng phiếu hàng tháng nha sông lên sông lên sông lên tập 2931 thật may lần này tỷ võ có lâm gia công chứng nếu như hồng kỳ sơn không nhận nợ lâm thiên tiêu tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc hồng gia nơi này các cường giả đã người người đằng đằng sát khí, chuẩn bị xuất chiến. Hiện tại Mạc Hoàng Tể suy kiệt, chính là tiêu diệt Mạc gia lớn thời cơ tốt. Chủ nhân, Tiểu Huyên thấy này cùng kinh biến, keo kéo Hồng Hân tay. Hồng Hân đứng dậy, tiếu mặt trầm xuống, nàng trước chuyện cũng không biết cái này âm mưu nổi loạn kế hoạch, Hồng Kỳ Sơn giấu giếm nàng. Diệp thần trong mắt phun trào ra thao thiên hỏa diễm, sát ý hội tụ toàn thân, gần từng chữ, Hồng Kỳ Sơn, ngươi muốn không nhận nợ sao hồng kỳ sơn vui vẻ cười to nói ta liền không nhận nợ ngươi có thể làm ta thế nào đại cái kế tiếp mạc gia trưởng lão nói hồng kỳ sơn vi phạm định song quy củ ngươi sẽ không sợ nhân quả cắn trả sao hồng kỳ sơn cười to nói nhân quả cắn trả chỉ nhằm vào ta một người ta hồng kỳ sơn chết thì chết vậy chỉ cần có thể đoạt lấy tử vi ngân hà tiêu diệt mạc gia tóm thâu phượng tê bảo thụ lớn mạnh ta hồng ra khí vận ta chính là một người tánh mạng vì sao túc đạo tai hắn lời nói này nói ra hào khí muôn vàn, lúc đầu đã làm xong phải chết chuẩn bị. Đám người hồng gia cường giả hô lớn, lão thiên quân uy vũ. Nói xong ba bàn hai thắng, giữ tỷ võ quy củ, mặc Gia đã thắng, hồng gia đổi ý nữa, ắt gặp nhân quả cắn trả, hồng kỳ sơn quả quyết khó mà còn sống. Nhưng là, hồng kỳ sơn vì hồng gia cơ nghiệp, lại có thể bỏ được tự mình hy sinh, cũng phải xé rách ra mặt. Dẫu sao, nếu như có thể tiêu diệt mặc Gia, tóm thâu phượng tê bảo thụ, lấy thêm hạ tử vi ngân hà thậm chí đánh chết diệp thần cướp được hoang ma thiên kiếm cái này ngập trời lợi ích đủ để đền bù hết thảy tổn thất Thành nữ đại nhân ta nghịch thiên hành sự lần này hẳn phải chết sau này ngươi phải mang hồng ra, chế vạn cổ huy hoàng xúc diệt cân nhắc quyết định thánh đường hung bá điện tâm vực hồng kỳ sơn nhìn về hồng hân đã có ủy thác hậu sự ý bàn tay vung lên một tấm phù chiếu bắn ra hồng hân tiếp lấy phù chiếu chỉ gặp phù chiếu trên in một bức vũ trụ tinh không đồ đằng chính là hồng gia thần thụ phù chiếu là mở ra hàng cổ chi môn chìa khóa. Nắm tấm phù chiếu này cũng có thể tốt hơn cùng vũ trụ thần thụ câu thông. Tộc trưởng. Hồng Hân thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, Hồng Kỳ Sơn đây là phải đem tộc trưởng ngay vàng ngôi truyền thụ cho nàng. Mình mới đến Hồng gia bao lâu, cứ như vậy tín nhiệm mình. Lâm Thiên Tiêu quát lên, Hồng Kỳ Sơn, ngươi làm ta Lâm gia không tồn tại sao? Hồng Kỳ Sơn khẽ mỉm cười, nói, Lâm thiếu gia, ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đây là ta cùng mạc gia tranh đấu và ngươi không liên quan lâm thiên tiêu cả giận nói ta lâm gia hôm nay là được chứng ngươi dám hủy ước ta liền muốn ngăn cản một đám lâm gia đệ tử cũng là đằng đằng sắc khí tiến lên trước liền một bước tất cả chớ động lâm gia quốc sư đế thích ma hầu lại đột nhiên vẫy tay ngăn cản hắn tóc đen bù xù tung bay cả người tràn ngập đại thừa phật quang sắc mặt lãnh đạm lạnh lùng tự có một cổ uy nghiêm Lâm ra đám người các cường giả, nghe được hắn tiếng quát, đều là hơi cảm thấy ngạc nhiên, dừng bước không nhúc nhích. Đế thích ma hầu nhạt nhạt nói, thiên tiêu, trở về. Lâm thiên tiêu vành mắt hết sức nứt ra, mơ hồ đoán được đế thích ma hầu một chút ý tưởng, kêu lên, quốc sư đại nhân. Đế thích ma hầu nói, hồng kỳ sơn cứng rắn muốn trở mặt, hắn ngày hôm nay bị nhân quả cán trả. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai nhà tranh đấu, đối với ta lâm ra thật to có lợi, chúng ta làm trên vách xem là được hắn lời nói này nói ra không có chút nào che giấu người người cũng nghe được rõ ràng lâm ra đám người cường giả vừa nghe trong lòng cũng là bừng tỉnh hiểu ra rồi rít thu hồi binh khí đúng là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi chỉ cần cùng hồng gia và mạc gia liều mạng lâm gia chiếm tiện nghi là được không cần phải nhúng tay nữa hồng kỳ sơn vui vẻ cười to nói đế thích ma hầu ngươi quả nhiên là cáo giả ngươi nói không sai ngươi chờ chiếm tiện nghi là được ngàn vạn không nên nhúng tay âm thầm truyền âm hướng hồng hân nói thanh nữ đại nhân mau dùng thần thụ phù chiếu triệu hoán thần bảo vệ cây nếu không thật bị vậy lâm ra lượng tiện nghi đó cũng không hay hồng hân nghe được lời này trong lòng hơi vùng vẫy dưới mắt hồng ra hủy ước tại lý không hợp nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không thể ngăn trở a à, hồng hân than thở một tiếng không thể làm gì khác hơn là theo lời thúc giục thần thụ phù chiếu yên lặng cùng hồng gia vũ trụ thần thụ câu thông chỉ cần vũ trụ thần thụ hạ xuống là được ổn định cục diện cũng không sợ lâm ra động tác dẫu sao ở thập đại thần thụ bên trong vũ trụ thần thụ mạnh nhất cho dù thả vào 33 thiên hỗn độn trí bảo bên trong vũ trụ thần thụ cũng là hạng thứ hai tồn tại chỉ cần vũ trụ thần thụ hạ xuống trừ phi đế thích ma hầu hy sinh tánh mạng nếu không tuyệt đối không thể nào cứng rắn đụng lâm thiên tiêu thấy lâm ra các cường giả cũng thu hồi binh khí trong lòng bi phẫn đồng thời xuất hiện hướng diệp thần nói diệp huynh đệ vô luận như thế nào ta ngày hôm nay nhất định đứng ở ngươi bên này vừa nói tiến lên trước một bước đang đang sắc khí nhìn chằm chằm hồng kỳ sơn rất nhiều một mình liều mạng ý một cái lâm gia cường giả hướng đế thích ma hầu nói quốc sư đại nhân đại thiếu gia cứng rắn phải ra đầu làm thế nào đế thích ma hầu sắc mặt lãnh đạm cũng không hoảng loạn hướng lâm thiên tiêu nói thiên tiêu ngươi phụ thân thương thế còn muốn ta chữa trị ngươi không muốn làm chuyện điên rồ nghe vậy lâm thiên tiêu thân thể kịch chấn hắn phụ thân trọng thương nhất định phải dựa vào đế thích ma hầu chữa trị nếu như không có đế thích ma hầu hắn phụ thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ một mặt là mình thái độ và làm người quy tắc một mặt là phụ thân sống chết an nguy hai người tới giữa chân thực khó mà lựa chọn lần này nghe được đế thích ma hầu uy hiếp lâm thiên tiêu khí nhét ngực ức hốc mắt đỏ bừng hướng diệp thần nói diệp huynh đệ ta thật xin lỗi ngươi ngươi khỏe từ trân trọng nói xong lâm thiên tiêu móc ra thần thụ phù chiếu giao cho diệp thần sau đó xoay người nhảy xuống lôi đài trở về lâm gia bổn trận bên trong để thích ma hầu thấy lâm thiên tiêu cuối cùng lại còn là cái chìa khóa giao cho diệp thần hơi có vẻ không vui nhưng cuối cùng không có trách cứ ôn thanh nói thiên tiêu ngươi làm rất khá lâm thiên tiêu im lặng không tiếng động diệp thần lấy được lâm gia phủ chiếu tinh thần hơi hoảng hốt hiện tại hắn có hai cái chìa khóa còn thiếu hồng ra một cái là được mở ra hàng cổ chi môn trở lại ngoại giới đi nhưng hết lần này tới lần khác hồng gia lúc này nhưng muốn trở mặt. Ha ha, thằng nhóc, ta trước hết cầm ngươi khai đao, cho ta chết. Hồng Kỳ Sơn thấy Lâm Thiên Tiêu thối lui, trong lòng không cố kỵ nữa, cười lạnh một tiếng, bàn tay che trời, hướng Diệp Thần chấn áp xuống đi. Hắn tu vi đã vượt qua thái chân cảnh, mới vừa cùng mà Hoàng Tể đánh nhau, áp chế cảnh giới, lúc này lại không cất giữ, toàn bộ thực lực bùng nổ, uy thế đơn giản là khủng bố. Diệp Thần thấy Hồng Kỳ Sơn bàn tay vỗ xuống, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Hồng Kỳ Sơn là một đời thiên quân thế gia tộc trưởng, thực lực dĩ nhiên là không phải chuyện đùa, đã vượt qua nho tổ, một trưởng này như muốn trấn áp thiên địa, thật là khó mà ngăn cản. Hồng Mông đại tinh không, mở. Diệp Thần lui về phía sau một bước, quát to một tiếng, trực tiếp mở Hồng Mông đại tinh không, cả người hơi thở ổn định leo lên. Ha ha, ngươi quả nhiên chính là võ tổ truyền nhân sao? Hồng Kỳ Sơn thấy mảnh tinh không này, so với mình vũ trụ tinh không tự tại trời, còn muốn khoáng đạt sáng chói được nhiều, trong lòng không khỏi rất có hâm mộ ý. Cùng giết ngươi, ngươi võ tổ truyền thừa, chính là ta Hồng gia. Hồng Kỳ Sơn lạnh lùng cười một tiếng, cũng không để ý như thế nhiều, không cố kỵ chút nào xông vào trong tinh không, bàn tay dưới sự uy áp, vậy Hồng Mông tinh không lại là một tức tấc văng tung tóe. Hắn cảnh giới cao hơn Diệp Thần quá nhiều, hoàn toàn không sợ Diệp Thần bất kỳ thủ đoạn. Cái gọi là một lực hàng mười sẽ, chỉ cần lực lượng đủ, thần thông gì pháp bảo đều là động tác võ thuật đẹp, ở tuyệt đối cảnh giới trên lịch trước mặt hết thảy hoa chiêu đều là vô dụng diệp thần bộ dạng sợ hãi thất sắc tự biết và hồng kỳ sơn cảnh giới trên lịch quá lớn một mình tác chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ vội vàng đi dưới lôi đài nhảy tới chuẩn bị cùng mặc ra tất cả trưởng lão cường giả hội hợp lại làm dự định thằng nhóc đừng nghĩ chạy nhưng mà một đạo thân ảnh lại đột nhiên cản đường ở diệp thần sau lưng ngăn cản hắn nhảy xuống lôi đài cản đường người chính là lã phong mới vừa diệp thần chữa khỏi hắn thương thế ngược lại bị hắn cắn trả cầm ta pháp bảo trả cho ta lã phong hai ngón tay giết ra liền như kiếm phong vậy đâm hướng diệp thần ánh mắt tạp chủng cho ta chết diệp thần nhìn lã phong miệng kia mặt nội tâm tức giận căm hận tới cực điểm hoang ma thiên kiếm giết ra lại là không có chút nào cất giữ trực tiếp mở long viêm thần mạch trên thân kiếm đột nhiên nổ lên một con rồng lửa lã phong con người co giúp một cái vội vàng tới giữa hắn căn bản không định dùng lá bài tẩy hà hú chi hắn bị mất pháp bảo thực lực đã giảm lớn một kiếm này lại mơ hồ có chút không đỡ được ngay lập tức tới giữa phốc xích một tiếng bị diệp thần một kiếm chém ra hai nửa máu tươi nội tạng phun ra tại chỗ chết oan uổng a à, toàn trường đám người kêu lên chẳng ai nghĩ tới diệp thần lại có thể hời hợt một kiếm liền chém giết lã phong hiển nhiên mới vừa tỉ võ diệp thần không có dùng toàn lực cái gì hồng hân thấy lã phong bị giết cũng là mặt đẹp thất sắc. Nàng mặc dù vô cùng là ghét Lã Phong, nhưng cũng biết đối phương là thái chân cảnh cường giả, thực lực tuyệt không phải trò đùa, nào nghĩ tới vừa thấy mặt tới giữa, lại bị Diệp Thần một kiếm chém thành hai nửa. Xem ra cái này Diệp Thần thực lực, so mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Huyết mạch này hơi thở. Lâm ra bên này, đế thích ma hầu thấy Diệp Thần một kiếm, trong phảng phất tựa hồ bắt được cái gì đáng sợ hơi thở, nhưng không dám xác định. Diệp đại nhân uy vũ, mặc ra nơi này các cường giả cao giọng ủng hộ ai cũng không ngờ tới diệp thần thực lực chân chính lại là như vậy hung hãn lúc đầu diệp thần một kiếm này đã âm thầm thiêu đốt luân hồi huyết mạch cho nên đặc biệt là là hung hãn bá đạo một kiếm chém chết thái chân cảnh bảy tầng thiên cao thủ liền như tàn sát heo chó vậy không phí nhiều sức bước quá kiếm chém xuống diệp thần huyết mạch cũng là mơ hồ bị đau hiển nhiên hao phí không nhẹ như vậy tuyệt sát thần uy tự nhiên không thể khinh thường dùng hắn là cực hận lã phong mới trực tiếp nổ lên sát thủ. Cái này. Hồng Kỳ Sơn thấy một màn này, lã phong máu tươi văng tung tóe đến hắn trên khuôn mặt, người khác vậy lừa, hiển nhiên không nghĩ tới lã phong sẽ chết. Diệp Thần thừa dịp Hồng Kỳ Sơn thất thần để gặp, một bước nhảy xuống lôi đài, trở lại mặc ra bổn trận bên trong. Diệp đại ca, không có sao chứ? Mặc Hàn Hi vội vàng xông về phía trước, lao vào Diệp Thần trong ngực, vô cùng chiều mến yêu thương nhìn hắn, tay trắng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, chỉ lo lắng Diệp Thần bị thương ta không có sao. Diệp thần hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở. Hắn ngược lại là không có bị thương, chỉ là hồng kỳ sơn uy thế quá lớn, hắn không phải địch thủ. Diệp đại nhân. Trung quanh lâm ra tinh nhuệ cường giả, tất cả trưởng lão cửa, vây lại. Kinh biến đã sinh, mà mặc hoàng tể suy kiệt hôn mê, hiện tại Diệp thần chính là mặc ra người đáng tin cậy. Mọi người chặt dựa chung một chỗ, đừng lạc đàn. Diệp thần lấy lại bình tĩnh. Hồng Kỳ Sơn thực lực quá cường hãn, đã vượt qua thái chân cảnh, muốn chiến thắng hắn, cơ hồ không thể nào. Dù là mình toàn lực vận dụng phong thiên thương, sắp lão, huyền hàn ngọc lực lượng. Hu hu hu. Vùng lân cận mạc ra lều trại bên trong, thổi lên chiến đấu tiếng kèn lệnh, chú đóng ở trong doanh trại tinh nhuệ đệ tử, rất nhiều vệ binh, rồi rít gieo hò liều chết xung phong ra. Mà chiến đấu kèn hiệu, này thay nhau vang lên truyền ra ngoài, bao trùm chu vi mấy vạn dặm mấy vạn dặm trong phạm vi tất cả mặc ra địa bàn rất nhiều thế lực tinh nhuệ cũng là mãnh liệt ra đi cuồng hướng tử vi ngân hà chạy tới trợ chiến hồng gia bên này tự nhiên cũng là thổi vang kèn hiệu triệu tập tinh nhuệ không tới chốc lát thời gian hai nhà mỗi người triệu tập mấy trăm ngàn tinh nhuệ lấy tử vi núi làm ranh giới chia hai bên đối lập từ trên bầu trời nhìn hai bên đội ngũ chi chít liên miên mấy trăm dặm tràn đầy núi khắp nơi cơ khí phất phới vô cùng vô tận chiến trận sắp phạt khí thế ngút trời, bụi mù cuồn cuộn, làm được bầu trời đều bị che đậy thành không rõ ràng. Lâm gia người nơi này đã sớm ở đế thích ma hầu dưới sự hướng dẫn, xa xa tránh lui chạy đi, sẽ chờ thu hoạch mưu lợi bất chính, trên đường tuyệt không nhúng tay vào. Không hồng hai nhà nhân thủ tinh nhuệ, cộng lại vượt hơn một triệu số, cái này vô cùng kinh khủng quy mô, đủ để làm điện tâm vực mỗi một thế lực sợ hãi rung động. Đây cũng là thiên quân thế gia nội tình. Hồng Kỳ Sơn đứng ở hồng gia chiến trận trước, như thái thượng thiên người vậy, áo khoác bồng bình, hiện ra vô cùng nghiêm ngặt khí thế. Giết. Hồng Kỳ Sơn quả quyết vung tay lên, hồng ra bên này mấy trăm ngàn tinh nhuệ, ầm ầm kêu gào, như ong vỡ tổ lao ra, đi mặc ra bên này lướt đi. Liều mạng. Diệp Thần tự biết đã không có đường lui, cũng là hạ lệnh liều chết xung phong. Mặc ra nơi này tinh nhuệ, cũng là như nước thủy triều giết ra, người hai nhà ngựa đụng vào nhau, tiếng chém giết dị thường thảm thiết, máu thịt tung tóe, một cái cổ thi thể không ngừng ngã xuống thằng nhóc, ngươi cũng nên chết. Hồng Kỳ Sơn bay đến bầu trời bên trong, Lang Không một trường hướng Diệp Thần vỗ xuống. Diệp Thần và mấy cái mặc ra cao tầng trưởng lão, còn có mười mấy hạch tâm cường giả, vậy bay đến trên bầu trời, khí cơ tương liên, ngăn cản Hồng Kỳ Sơn thế công. Hồng Kỳ Sơn tu vi quá mạnh mẽ, lấy một địch mười, lại có thể không rơi hạ phong. Diệp Thần và rất nhiều mặc gia cao cấp cường giả liên hiệp, mới miễn cưỡng cùng Hồng Kỳ Sơn chiến thành ngang tay mà thôi. Ha ha ha! bỏ ta một tánh mạng người, cầm các ngươi toàn bộ giết sạch, vậy coi là không ủng công. Hồng Kỳ Sơn liều lĩnh cười to, đã ôm phải chết ý niệm, ra tay không chút lưu tình, từng trưởng liền vòng đánh ra, liền như sóng gió kinh hoàng vậy. Diệp thần các người bị buộc được liên tiếp lui về phía sau, khó mà thở dốc. Hồng Kỳ Sơn ngày hôm nay nói rõ là phải liều mạng, hắn muốn tự mình hy sinh, là Hồng gia mưu cầu vạn cổ cơ nghiệp. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, nhìn phía dưới triệu tinh nhuệ, thảm thiết hỗn chiến cục diện, chỉ sợ khó mà làm tốt. Kịch chiến bên trong, Diệp Thần bên người có mấy cái cường giả, cũng không ngăn nổi Hồng Kỳ Sơn uy thế, bị một trưởng đánh chết, trên không hóa thành thịt nát. Diệp Thần mặt đầy buồn giận, lòng bàn tay thoáng chốc hiện ra lục đạo luân hồi văn lạc, chuẩn bị muốn vận dụng lá bài tẩy cuối cùng cùng Hồng Kỳ Sơn liều mạng. Ung ung. Nhưng ngay vào lúc này, trên trời đột nhiên sấm sét thanh động, từng trận sáng chói thánh khiết ánh sáng trắng tách thả ra. Tập 2932 cuồn cuộn ánh sáng trắng tự nhiên tới giữa có bữa nước ngâm sướng cầu nguyện tiếng truyền ra đã địch nhân tâm hồn một tòa mênh mông bát ngát thần thánh đất nước xuất hiện ở chín tầng trời trên bầu trời vậy thần thánh đất nước bên trong một phiến thánh quang khí tức tường hòa có vô số tòa huy hoàng thánh đường cung điện ngồi đứng thẳng cuộc sống ở vậy thần thánh đất nước bên trong mọi người từng cái trên mặt đều mang bình thản điềm tĩnh thần sắc tựa như lấy được nhân gian lớn vô cùng vui đây là thánh đường thiên quốc hồng kỳ sơn nhìn gặp vậy phiến thần thánh đất nước gương mặt nhất thời thất sắc cân nhắc quyết định thánh đường dã tâm khoáng đạt bọn họ muốn tạo ra một phiến thần thánh thiên đường để cho địa tâm vực tất cả người cũng rời đến thần thánh thiên đường bên trong cư trú mỗi ngày hướng cân nhắc quyết định đứng đầu quỳ bái đem mình khí vận máu tươi tuổi thọ tu vi cũng cung phụng cho cân nhắc quyết định đứng đầu cùng cân nhắc quyết định đứng đầu công đức viên mãn hắn một lần hành động phi thăng là được mang toàn bộ thiên đường người vậy phi thăng tới thái thượng thế giới vĩnh hưởng tiên phúc bây giờ thấy thánh đường thiên quốc lãnh thổ xuất hiện hồng kỳ sơn dĩ nhiên là cả kinh thất sắc suy 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 thần thánh thiên đường bên trong bắn ra từng đạo huy hoàng ánh sáng trắng đó là từng cái thiên đường chiến tướng trong đó còn có người khoác thánh phủ chiến giáp khi thế ngập trời thánh đường xứ đổ trong chớp mắt chừng trăm nghìn tôn thiên đường chiến tướng hạ xuống ở bốn phương thiên không bên trong ngân bạch thánh quang cùng huy hoàng đám mây hội tụ chống trận tiếng tiếng vang như sấm chín tầng trời một trăm ngàn này tôn thiên đường chiến tướng bên trong lại có mười cái sứ đồ mỗi người dẫn mười nghìn người mơ hồ kết thành trận thế khí cơ lẫn nhau câu thông bá đạo tới cực điểm cân nhắc quyết định thánh đường uy sắp vũ nội hùng phách thiên hạ chế thiên thu sự nghiệp lập vạn cổ tri đạo thống chúng sanh màng bái thuận ta thì phát người nghịch ta mất trăm nghìn tôn thiên đường chiến tướng cùng kêu lên kêu gào gầm thét phát ra rung động thiên địa tiếng hồ hồng gia cùng mạc gia tinh nhuệ đang tự hỗn loạn kịch chiến thấy bầu trời khoáng đạt hình ảnh nghe được vậy rung động tiếng hô tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu vô cùng ngạc nhiên nhìn phía bầu trời diệp thần hồng kỳ sơn hồng hân lâm thiên tiêu đế thích ma hầu các người cũng là đi bầu trời nhìn lại chỉ gặp cả người phi trường bào màu trắng tóc bạch kim ông già từ chân trời chậm rãi hạ xuống ha 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 rốt cuộc bị ta cân nhắc quyết định thánh đường đến khi cơ hội ngươi chờ gà vườn chó đất đường cánh tay ngăn cản xe dám cãi lại ta thánh đường uy nghiêm hôm nay nên là dịp vòng lúc lão kia người quanh thân thánh quang lóng lánh sau lưng có nhật nguyệt xa vào khí tượng huy hoàng tới cực điểm là cân nhắc quyết định thánh đường tam trưởng lão tên là tư đồ thanh thủy cân nhắc quyết định thánh đường có tứ đại trưởng lão hợp xưng hoa trong gương trăng trong nước mỗi một cái cũng sẽ vượt qua thái chân cảnh tu vi vậy tư đồ thanh thủy là hoa trong gương trăng trong nước bên trong vị trí thứ ba hồng kỳ sơn gương mặt thất sắc kêu lên tư đồ thanh thủy ngươi tại sao lại ở chỗ này ngày hôm nay cướp lấy tử vi ngân hà tỷ võ quyết chiến bên ngoài doanh trại có trùng trùng võng gác trên trời dưới đất cũng bố trí có người trông chừng nếu như cân nhắc quyết định thánh đường xâm phạm mà nói liền lập tức sẽ bị mạc gia hồng ra theo dõi phát hiện nhưng giờ khác này tư đồ thanh thủy đột nhiên hạ xuống như là ai cũng không phát hiện hồng kỳ sơn thấy phía dưới chi chít sáu người liền công khai hồng ra mạc ra tranh nhau tinh nhuệ đệ tử toàn bộ chạy tới ác đấu lại bị cân nhắc quyết định thánh đường chờ cơ hội tập kích lâm ra bên kia lâm thiên tiêu và đế thích ma hầu nhìn nhau hai người cũng vội vàng bay đến bầu trời bên trong xa xa cùng tư đồ thanh thủy đối lập dưới mắt cân nhắc quyết định thánh đường đột nhiên đánh tới chiếm tiện nghi có thể không phải là bọn họ rất có thể bị cân nhắc quyết định thánh đường một hốt ổ giết tư đồ thanh thủy quan sát phía dưới triệu tinh nhuệ vung tay lên trăm nghìn tôn thiên đường chiến tướng gieo hò xông lên đánh tiếp mặc ra hồng ra hai bên tinh nhuệ đội ngũ đều là thất sắc bọn họ mới vừa hỗn chiến chính là máu thịt tung tóe chết thảm trọng thời điểm người người khí lực lớn dây dưa lúc này đối mặt thánh đường thiên quốc chiến tướng hoàn toàn không có sức đánh trả từng cái bị chém chết trong chớp mắt thì có mấy chục ngàn cổ thi thể ngã xuống chất đống như núi máu chảy thành sông không hồng hai nhà những người còn lại thủ môn mắt gặp thế cục bất lợi lập tức buông xuống địch ý liên hiệp tới một chỗ chống cự thiên đường chiến tướng chém chết cuối cùng miễn cưỡng ổn định trận cước nhưng trước đó chiến đấu bên trong đám người linh khí tiêu hao quá lớn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự căn bản không tìm được cơ hội phản kích. Mà bầu trời bên trong, Tư Đồ Thanh Thủy mang 10 cái sứ đồ, cùng Hồng Kỳ Sơn, Diệp Thần, Lâm Thiên Tiêu các người giằng co. Hồng gia, Mạc gia, Lâm gia hạch tâm tinh nhuệ cường giả, cũng bay đến bầu trời. Đám người tạm thời ném xuống thành kiến, đứng ở cùng trận tuyến. Ha ha ha, các ngươi người nhiều, ta còn thật chưa chắc là các ngươi địch thủ. Tư đồ thanh thủy ngửa mặt lên trời cười to, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần và Hồng Kỳ Sơn nhìn nhau, hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thiên Tiêu và Đế Thích Ma hầu bên kia cũng là không có động tác, cẩn thận đề phòng. Người người đều biết, Mặc gia, Lâm gia, Hồng gia ba tộc liên thủ chính là một cái tư đồ thanh thủy, coi như tu vi mạnh hơn đi nữa cũng không khả năng chiến thắng khổng lồ như vậy đội hình, trừ phi Hoa trong gương, Trang trong nước tứ đại trưởng lão đủ đến, hoặc là cân nhắc quyết định đứng đầu đích thân tới. Nhưng là Diệp Thần bên này không có người nào dám lộ xộn. Bởi vì, tư đồ thanh thủy đỉnh đầu, lơ lửng một tòa minh mông khổng lồ đất nước, đó là vô cùng thần thánh thánh đường thiên quốc, là cân nhắc quyết định đứng đầu tự tay chế tạo thế giới. Trôi lơ lửng ở trên trời thánh đường thiên quốc, cũng không phải là cái gì hư ảnh, mà là chân thực tồn tại. Lần này tập kích, tư đồ thanh thủy lại có thể cả nước tới, vận dụng cân nhắc quyết định đứng đầu một tay chế tạo thần thánh đất nước. Cân nhắc quyết định đứng đầu có lệnh, chỉ cần có thể tiêu diệt ba tộc, coi như hiến tế hết toàn bộ thiên đường, cũng là đáng giá hôm nay các ngươi có thể chết ở thánh đường thiên quốc dưới cũng không ủng cuộc đời này tư đồ thanh thủy trong mắt bên trong nổ lên nghiêm ngặt sát khí vung tay lên bao trùm ở trên bầu trời thần thánh đất nước liền giống như một tòa lớn pháo đài vậy ùng ủng hạ xuống xuống thiên đường thánh thổ cho ta trần áp khổng lồ khoáng đạt mênh mông thần thánh đất nước hóa thành một viên lớn vẫn thạch vậy hướng diệp thần các người bạo giết đi chỗ tòa này thiên đường cân nhắc quyết định đứng đầu nuôi dưỡng triệu năm vượt quá hao phí vô số tài nguyên, vô số tâm huyết. Bữa trước nước trên đất, hiện đây trùng trùng điệp điệp, vô cùng khoáng đạt cung điện kiến trúc. Từng tòa cung điện, cuộc sống từng cái thánh đường tín đồ, bọn họ ở khấn cầu, tựa hồ biết mình sắp chết, khấn cầu trong tiếng mang thấy chết không sờn đại khí phách, đã địch linh hồn người. Diệp thần con người co giúp lại, nhìn vậy không đoạn chấn áp xuống thiên đường thánh thổ, hắn đã có thể thấy phía trên liên minh cung điện, chi chít nhân khẩu, còn có khoáng đạt đại khí vận, hào hùng linh khí vân. Vân. Đáng chết, đi mau. Đế thích ma hầu thấy vậy, cắn răng, lập tức mang Lâm Thiên Tiêu chạy trốn đi. Cái này Thánh Đường Thiên Quốc chính là một kiện nghịch thiên pháp bảo, tích lũy cân nhắc quyết định đứng đầu triệu năm tâm huyết khí vận, một khi trấn áp xuống tới, không người có thể ngăn cản được. Nếu như là ở ba tộc tộc, mượn thần bảo vệ cây, có lẽ có thể kháng nhận định Thánh Đường Thiên Quốc đánh, nhưng nơi này là Tử Vi núi, cũng không phải là ba tộc địa bàn. Không có thần bảo vệ cây che chở, dựa hết vào sức người, tuyệt không khả năng chống cự chỗ tòa này sừng sững liền triệu năm đất nước. Đế thích ma hầu muốn chạy trốn, nhưng đúng phiến bầu trời đều bị khổng lồ thiên đường thánh thổ che giấu, tất cả mọi người khí cơ đều bị phong tỏa, lại không cách nào tránh thoát ra thiên đường trấn áp phạm vi. Ở nơi này phiến to lớn đất nước nổi bật hạ, Diệp thần đám người thân thể liền như con kiến hôi bụi bậm vậy nhỏ bé. Tư đồ Thanh Thủy nhìn ùng ùng rơi xuống thiên đường, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm, nhưng lại có chút đau lòng. Dẫu sao, chỗ tòa này thiên đường cân nhắc quyết định thánh đường chế tạo triệu năm hướng bên trong quán chú vô số tài nguyên vô số khí vận hiện tại nhưng muốn hy sinh không khỏi quá mức đáng tiếc bất quá có thể tiêu diệt ba tộc hết thảy đều đáng giá lục đạo luân hồi phá cho ta mắt xem đám người sẽ bị sống sờ sờ đập chết nhưng vừa lúc đó một đạo động trời chợt quát tiếng vang lên chỉ gặp một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên rút ra thiên lên không biết có nhiều ít vạn trượng cao bàn tay đi lên chống một cái, lại có thể chống thiên đường thánh thổ tập kích. Cả tòa thánh đường thiên quốc đều bị hắn cầm nặn ở trong tay. Vậy thân ảnh to lớn trên, vô số khoáng đạt quy luật, cuồn cuộn bùng nổ, luân hồi hơi thở đang chảy xuôi. Hoàng tuyền thế giới ở hắn quanh thân hiện lên, từng cục cổ xưa bia đá, trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia vân. Vân, hóa thành vạn trượng to lớn, tựa như tinh thần vậy, còn quấn cái này to lớn động trời bóng người xoay tròn. Đó là luân hồi chi chủ bóng người sống chết một phát, diệp thần luân hồi huyết mạch điên cuồng cháy, tất cả luân hồi huyền bi, hoàng tuyền đầu vân, vân, toàn bộ thả ra ngoài, hắn thân thể không biết đổi được khổng lồ cỡ nào to lớn, vậy thân thánh thiên đường lại có thể giống như món đồ chơi bị hắn nặn ở trong tay? cái gì? lục đạo luân hồi, ngươi là luân hồi chi chủ? tư đồ thanh thủy thấy một màn này kinh hãi được tột đỉnh, liên tiếp lui về phía sau. diệp đại ca mặc hàn hy ngơ ngác nhìn diệp thần hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần trung cực bùng nổ lại cường hãn như vậy hồng hân và tiểu huyên cũng là che miệng lại ba trợn mắt hốc mù nhìn hết thảy các thứ này đế thích ma hầu vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm nói thằng nhóc này lúc đầu chính là luân hồi chi chủ sao lâm thiên tiêu ngạc nhiên lui về phía sau như là không nói ra lời hồng kỳ sơn cũng là cả kinh thất sắc kêu lên lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ giữa trời đất uy hiếp lớn nhất so tâm ma đại chú kiếm còn còn đáng sợ hơn lớn ung thư. Ngày xưa, thập đại lão tổ phi thăng sau đó, có ban phúc hạ xuống, ở đó thái thượng ban phúc bên trong. Hồng gia, đế thích gia, vạn khư nhà, huyền gia tổ tiên, cũng đặc biệt đề cập tới, luân hồi chi chủ bí mật. Ở giữa thiên địa, tồn tại một loại trí cao vô thượng huyết mạch, đó chính là luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, luân hồi chi chủ chính là luân hồi huyết mạch người có, nay cùng tồn tại, vô cùng nguy hiểm, một khi phi thăng thái thượng đủ để nắm giữ hết thảy uy áp vạn giới cho nên hồng gia đế thích gia vạn khư nhà huyền gia vân vân thế gia lão tổ cũng đặc biệt nhắc nhở qua nếu như tương lai gặp phải có luân hồi huyết mạch người phải chém chết không thể cho hắn bất kỳ phi thăng cơ hội nếu không một khi luân hồi chi chủ đặt chân thái thượng đó đúng là thái thượng thế giới ngày tận thế lúc này thấy luân hồi chi chủ chân thân hồng kỳ sơn kinh hãi được nét mặt già nua tái mét vội vàng một trường hướng diệp thần vỗ tới Nhưng là lúc này diệp thần luân hồi huyết mạch đã toàn bộ cháy hiển hóa ra luân hồi chi chủ chân thân không biết có nhiều ít vạn trượng cao hồng kỳ sơn một trường này vỗ qua đi liền như kiến càng hám cây căn bản không tổn thương được diệp thần mình ngược lại bị luân hồi uy áp chấn động được lui về phía sau hộp máu ta hồng ra sống ở giữa trời đất không chịu luân hồi chi chủ ân huệ ta hồng ra không cần ngươi che chở hồng kỳ sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp thần cắn răng nghiến lợi rồi sau đó hướng hồng hân quát lên thanh nữ đại nhân mau triệu hoán thần thụ hạ xuống hồng hân ở trong mộng mới tỉnh tay nàng trung tránh cầm thần thụ phù chiếu mới vừa bắt đầu liền một mực thúc dục đã cùng vũ trụ thần thụ thành lập liên lạc vũ trụ tinh không mờ mịt mù mịt như trời quân đích thân tới thần thụ che chở hồng hân vội vàng thấp giọng khấn cầu trong tay phù chiếu liền thả ra từng luồng ánh sao trong phút chốc ánh sao ngất trời diễn biến ra vũ trụ minh mông đồ cảnh. Ở nơi này phiến ánh sao vũ trụ bên trong, một bụi vô cùng khổng lồ thần thụ hư ảnh dần dần nổi lên. Bụi thần thụ kia, chân thực quá to lớn, không cách nào hình dung khổng lồ, vô luận là Diệp Thần Luân hồi chân thân, vẫn là Thánh Đường Thiên Quốc, đều không cách nào so sánh với. Đó là 33 thiên hỗn độn trí bảo bên trong, đứng sau cân nhắc quyết định thánh đường tồn tại, thập đại thần thụ đứng đầu, vũ trụ thần thụ. Hồng Hân nơi cho đòi kêu, chỉ là hư ảnh vốn là muốn dùng để đối phó Lâm gia, miễn được bị Lâm gia lượm tiện nghi, nhưng lúc này Thánh Đường đánh tới, vừa vặn dùng để chống lại Thánh Đường. Hồng Kỳ Sơn vẫn là mặt đầy tức giận, hắn nhìn về vũ trụ thần thụ thời điểm, mơ hồ tới giữa, phát hiện huyết mạch của mình đã cùng vũ trụ thần thụ mất đi liên lạc. Hiển nhiên, hắn hủy ước bội tín, rõ ràng thua tỷ võ, còn muốn xé rách ra mặt, đã mất đạo nghĩa, bị nhân quả cắn trả, gặp phải thần thụ vứt bỏ, đã không tư cách lại làm Hồng gia tộc trưởng xem hồng kỳ sơn loại cảnh giới này nhân vật một lời một hành động cũng sẽ in vào giữa trời đất nếu đáp ứng rồi sự việc liền không thể đổi ý một khi đổi ý hủy ước liền sẽ có cực lớn trừng phạt hạ xuống diệp thần cầm nắm thánh đường thiên quốc vốn là muốn đem đất nước này trực tiếp bóp vỡ nhưng hắn luân hồi huyết mạch cuối cùng còn không khôi phục viên mãn không có năng lực này luân hồi huyết mạch không ngừng cháy dưới hắn cảm thấy sinh mạng không ngừng trôi qua sợ rằng chống đỡ không được bao lâu lớn như vậy bùng nổ đối với huyết mạch chi nhiều hơn thu, quá nghiêm trọng. Nếu như là trước kia, Diệp Thần trong nháy mắt lại phải chết. Thật may hiện tại, hắn luân hồi huyền bi bên trong, có linh bia, trần bia, viêm bia lột xác viên mãn, huyết mạch tiến một bước mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng chống đỡ chốc lát thời gian. Lúc này thấy vũ trụ thần thụ hạ xuống, Diệp Thần vội vàng thu liễm lại luân hồi hơi thở, nếu như mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô! Luân hồi chi chủ to lớn bóng người, tiêu tán ở giữa trời đất. Vậy thánh đường thiên quốc thoát khỏi trói buộc, lần nữa bay trở về trên bầu trời, xa xa cùng vũ trụ thần thụ đối lập. Diệp Thần luân hồi huyết mạch kịch liệt tiêu hao, lúc này thu liễm, không nhịn được há mồm phun ra máu tươi, gương mặt một phiến trắng bệch. Diệp đại ca. Mặc Hàn hy vội vàng đi tới đỡ hắn, Lâm Thiên Tiêu vậy đi tới. Hồng Kỳ Sơn tiến lên trước một bước, giơ bàn tay lên, quát lên, cũng tránh ra cho ta ta muốn chu diệt viên này luân hồi lớn ung thư tổ tiên có lệnh luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên là một cái thiên đại mối họa người người được mà giết thấy hồng kỳ sơn như vậy hung hãn hình dáng đám người không khỏi lui về phía sau một bước hồng hân nhàn nhạt, nhạt nói tộc trưởng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn nội đấu sao tập 2933 hồng kỳ sơn nhất thời nổi gió ngắm nhìn bốn phía nhưng gặp vũ trụ thần thụ hạ xuống hạ hình thành một tầng tinh không vòng bảo vệ trên mặt đất, mạc gia, lâm gia, hồng gia tinh nhuệ các đệ tử phần lớn bị thánh đường sát thương, còn có rất nhiều người chạy trốn, còn dư lại tàn binh bại tướng liên tiến vào mảnh tinh không này vòng bảo vệ bên trong miễn cưỡng thở dốc. mà vậy một tôn tôn thiên đường chiến tướng thấy tình thế không ổn, toàn bộ bay lên bầu trời trưng bày ở thánh đường thiên quốc chung quanh bay trận mà đợi. không nghĩ tới, không nghĩ tới à? các ngươi lại còn có thể cho gọi ra vũ trụ thần thụ tư đồ thanh thủy sắc mặt rất là khó khăn xem hắn đột nhiên hạ xuống tập sát vốn chính là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý không nghĩ tới hồng hân trước chuyện đã âm thầm câu thông vũ trụ thần thụ cái này vốn là vì phòng bị lâm ra không nghĩ tới trời xui đất khiến vừa vặn có thể dùng để đối kháng thánh đường lấy thánh đường thiên quốc uy nghiêm chính là một đạo vũ trụ thần thụ hư ảnh không khỏi có thể ngăn trở nhưng mới vừa diệp thần hóa ra luân hồi chân thân luân hồi hơi thở đánh vào dưới thiên đường uy nghiêm đã bị suy yếu trong chốc lát không cách nào xông phá vũ trụ thần thụ tinh không vòng bảo vệ các vị sứ đồ tư đồ thanh thủy ánh mắt lạnh lùng nhìn về chung quanh ừ. mười vị sứ đồ bước ra khỏi hàng chắp tay hướng tư đồ thanh thủy thi lễ phong tỏa chung quanh đoạn tuyệt hết thảy nhân quả tư đồ thanh thủy phất phất tay ừ mười vị sứ đồ mỗi người bay ra bay cấm chế dày đặc dấu tay lại là đem chung quanh tất cả không gian toàn bộ phong tỏa tất cả nhân quả hơi thở vậy toàn bộ ngăn cách đây là vì phòng ngừa ba tộc chạy trốn cũng vì phòng ngừa bọn họ triệu hóa thần thụ phản kháng chỉ có chính là một bụi thần thụ hơn nữa còn là hư ảnh ta xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào tư đồ thanh thủy lạnh lùng nhìn chăm chú đám người lại không có tùy tiện ra tay chỉ là làm người ta tản ra chu vi nhốt trên bầu trời tòa kia thánh đường thiên quốc xa xa thả ra khoáng đạt uy áp đánh thẳng vào vũ trụ thần thụ tinh không vòng bảo vệ toàn bộ vòng bảo vệ loáng thoáng nổi lên rung động hồng hân sắc mặt trắng bệch trong tay cầm thần thụ phù chiếu thừa nhận to lớn áp lực nói ta mau không chịu nổi nàng tu vi cũng không coi là bao nhiêu cường hãn tự nhiên khó mà bằng sức một mình đối kháng toàn bộ thánh đường thiên quốc hồng kỳ sơn thấy vậy bàn tay cách không dán hướng hồng hân sống lưng đem tự thân linh khí truyền bá đi vào Đế thích ma hầu và lâm thiên tiêu nhìn nhau hai người vậy vận chuyển linh khí trực tiếp bơm vào đến vũ trụ thần thụ hư ảnh bên trong rất nhiều tinh nhuệ các cường giả cũng là đem tự thân linh khí dưới vào thần thụ Tăng lên tinh không vòng bảo vệ phòng vệ lực. Vù vù, vũ trụ thần thụ một trận rung động, hư ảnh không ngừng ngưng kết, tựa như biến hóa thành thật thể, tinh không vòng bảo vệ cũng thay đổi được càng phong phú. Hiển nhiên, đang lúc mọi người linh khí bơm vào hạ vũ trụ thần thụ lực phòng ngự đã thật to tăng lên. Chỉ ít giờ khác này, tư đồ thanh thủy muốn tấn công đi vào, đó là tuyệt đối không thể nào. Tam trưởng lão, phải đi về kêu người sao? Một cái sứ đồ đi tới tư đồ thanh thủy bên người thấp giọng hỏi nói. Tư đồ thanh thủy trầm ngâm một lát, nói, không cần, lão đại, lão nhị, lão tứ đều có nhiệm vụ trọng yếu trong người, không phải làm phiền bọn họ. Thần chủ đại nhân đem thiên đường ủy thác chúng ta, nếu như chúng ta lên khu khu ba tộc con kiến hôi, đều không cách nào tàn sát, làm sao hướng thần chủ đại nhân giao phó. Hắn trong miệng thần chủ, tự nhiên chính là cân nhắc quyết định đứng đầu. Mặc ra, lâm ra, hồng ra ba tộc, sau lưng ngoài ra có ẩn nút tổ tiên không có phát hiện đời, những cái kia ẩn nút tổ tiên mới thật sự là đáng sợ nhất lực lượng những thứ này đáng sợ lực lượng do cân nhắc quyết định đứng đầu tự tay đối phó hiện tại tư đồ thanh thủy phải làm chính là đem hồng kỳ sơn đế thích ma hầu các người toàn bộ giết tuyệt hồng kỳ sơn đế thích ma hầu lâm thiên tiêu các người đối mặt với tư đồ thanh thủy vây khốn sắc mặt như là vô cùng ngương trọng tư đồ thanh thủy nắm trong tay thánh đường thiên quốc bữa trước nước uy nghiêm thật đáng sợ một khi trấn áp xuống tới không người có thể đỡ nổi trừ phi luân hồi chi chủ lần nữa hạ xuống. Nhưng Diệp Thần đã là trọng thương yếu ớt, mới vừa cháy luân hồi huyết mạch, hoàn toàn đã tiêu hao hết hắn linh khí. Lần này, cân nhắc quyết định thánh đường là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, tình nguyện hy sinh thiên đường thánh thổ, vậy muốn tiêu diệt ba tộc người. Như vậy tiêu diệt, cân nhắc quyết định thánh đường tổn thất thảm trọng, đào tạo triệu năm thiên đường bể tan tành, vậy là tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng tổn thất này, so sánh với ba tộc, tự nhiên có thể tiếp thụ chỉ muốn tiêu diệt liền ba tộc, lại tổn thất lớn cũng là đáng. Quốc sư đại nhân, ngươi có gì diệu kế? Lâm Thiên Tiêu không có chủ ý, nếu như võ đạo tỉ thí, tập hợp đám người lực, đủ để đánh chết tư đồ thanh thủy. Nhưng tư đồ thanh thủy cũng không có đấu võ ý, mà là muốn dùng thánh đường thiên quốc uy áp, triệu năm khí vận, trực tiếp trấn áp xuống đi, tiêu diệt hết thảy tồn tại. Ba tộc không có thần bảo vệ cây ở chỗ này, quả quyết không thể nào chống cự thiên đường thánh thổ đánh giết đế thích ma hầu mắt lạnh quét nhìn bốn phía lúc này hồng kỳ sơn nguyên khí cũng là lớn dây dưa lấy hắn thực lực cường đại nhất đám người tự nhiên lấy hắn cầm đầu ta có một kế có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt đế thích ma hầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng mọi người vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên lâm thiên tiêu vui vẻ nói quốc sư đại nhân ngươi có biện pháp gì đế thích ma hầu chỉ chỉ diệp thần nói người này là luân hồi chi chủ truyền thế huyết mạch kinh thiên chúng ta chỉ cần hiến tế hắn tánh mạng là được kích phá thánh đường thiên quốc chuyển bại thành thắng lâm thiên tiêu cả kinh nói cái gì luân hồi huyết mạch vô cùng cường hãn nếu như hiến tế hết diệp thần mà nói đích xác có thể kích phá thánh đường thiên quốc chỉ cần thiên đường bể tan tành tư đồ thanh thủy mất đi chỗ dựa lớn nhất đám người liên thủ phản đánh ra không người có thể đỡ nổi thậm chí còn có thể giết ngược tư đồ thanh thủy chặt đức cân nhắc quyết định đứng đầu một cái cánh tay nhưng diệp thần mới vừa cứu mọi người tánh mạng nếu như không diệp thần xuất thủ ở hiệp thứ nhất công kích bên trong đám người thì phải cùng thiên đường thánh thổ lấy mạng đổi mạng không được diệp huynh đệ cứu chúng ta lại thế nào có thể hại chết hắn lâm thiên tiêu trực tiếp phản đối diệp đại ca là ta ta không cho phép các ngươi tổn thương hắn mặc hàn hy hàm răng cắn môi đỏ mọng xích sao ôm diệp thần vô cùng căm thù nhìn đế thích ma hầu mặc ra mấy trưởng lão các loại các cường giả vậy vây lại bảo vệ diệp thần ở bọn họ trong lòng, Diệp Thần là mạc gia anh hùng, cứu Vãn mạc gia mấy lần, ai dám đả thương Diệp Thần, chính là cùng bọn họ là địch. Hồng Kỳ Sơn ha ha cười một tiếng, nói: "Đế Thích Ma Hầu, ngươi biện pháp này ngược lại cũng tốt, hiến tế hết tiểu tử này tánh mạng, có thể bảo đảm chúng ta còn sống đi ra ngoài." Đế Thích Ma Hầu cười nói, chính là sợ nhân quả cắn trả, không tốt lắm làm, dẫu sao thằng nhóc này mới vừa cứu chúng ta. Hồng Kỳ Sơn nói, cái này đơn giản, dù sao ta đã làm người xấu có cái gì nhân quả, ta một mình gánh chịu là được. Hắn lời nói này nói được đặc biệt hào khí, trong lòng đã sớm cất phải chết ý niệm, hiện tại còn có thể kéo trong truyền thuyết luân hồi chi chủ chôn theo, chẳng phải đẹp thay. Hồng Hân mặt đẹp biến sắc, quay đầu trợn mắt nhìn Hồng Kỳ Sơn một mắt, quát lên, "Hồng Kỳ Sơn, ngươi đủ rồi." Nàng cùng Diệp Thần nhất định là địch thủ cũ, nhưng Diệp Thần mới vừa cứu toàn bộ tánh mạng người, nàng há có thể thờ ơ. Ngươi hủy ước bội tín, đã bị thần thụ vứt bỏ, ngươi không còn là ta hồng gia tộc trưởng sau này chức tộc trưởng do ta tiếp nhận ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức thay diệp thần chữa thương trả lại hắn ân cứu mạng có lẽ có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi hồng hân nghiêm nghị trách mắng hồng kỳ sơn vui vẻ cười to nói thanh nữ đại nhân ngươi đã đạt được thần thụ đồng ý ngươi muốn làm tộc trưởng ta không có ý kiến nhưng ngươi phải gọi ta cứu người đó là tuyệt đối không thể trừ phi ngươi giết ta hồng hân cắn răng Nhìn về Đế Thích Ma Hầu nói, "Quốc sư đại nhân, xin phiền ngươi xuất thủ cứu giúp." Dưới mắt Thánh Đường mắt lom lom, chỉ có cứu Tỉnh Diệp Thần, dựa vào hắn luân hồi huyết mạch, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Đế Thích Ma Hầu ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nói, "Ta hết lần này tới lần khác không cứu, ngươi có thể làm ta thế nào?" Hồng Hân khí được thất khiếu bốc khói, nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn chết? Hắn nếu là chết, chúng ta vậy không sống nổi." Đế Thích Ma Hầu nhàn nhạt, nhạt nói, "Sinh tử có số, không sống được liền không sống được ta hết lần này tới lần khác không cứu ngươi còn có thể giết ta hồng hân sớm biết vậy để thích ma hầu tính tình cổ quái nhưng không nghĩ tới lại đáng ghét đến tình cảnh này trong chốc lát không nói ra lời ha ha ai muốn ngươi cứu ngay tại lúc này một cái hơi có vẻ yếu ớt thanh âm vang lên người nói chuyện lại là diệp thần diệp đại ca ngươi tỉnh mặc hàn hy ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện nước mắt lập tức rơi ra ngoài. Diệp Thần cảm thụ nàng ấm ô nhuyễn mềm ngực, nội tâm một hồi ấm áp, vùng vẫy bò dậy, nói: "Ta không cần người bất kỳ cứu giúp, cho ta ba ngày thời gian, ta có thể tự phục hồi như cũ." Lúc đầu Diệp Thần linh bia lột xác viên mãn sau đó, thể chất hồi phục năng lực đã là vô cùng cường hãn, lần này trái lân hồi huyết mạch, tinh khí lớn dây dưa, nhưng cuối cùng còn lại một hơi. Chỉ cần có một hơi thở, hắn là được nhanh chóng khôi phục. Tối đa ba ngày thời gian, Diệp Thần có lòng tin phục hồi như cũ. Cái gì? Đế thích ma hầu thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sinh mệnh lực và năng lực khôi phục lại có thể như thế khủng bố. Lâm Thiên Tiêu không nhịn được thở dài nói, trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch hùng bá chư thiên, quả nhiên không giống vật thường. Mặc ra đám người thấy Diệp Thần tỉnh lại, đều là hoan hô ủng hộ. Bên ngoài tư đồ thanh thủy các người, thấy một màn này, như là chố mắt nghẹn họng, kinh hãi vạn phần. Đây chính là luân hồi chi chủ nội tình sao? mau mau bẩm báo thần chủ đại nhân đi nhanh tư đồ thanh thủy hoàn toàn luống cuống hắn mới vừa còn muốn công phá vũ trụ thần thụ phòng vệ một mình chém chết diệp thần sau đó lại hướng cân nhắc quyết định đứng đầu báo cáo cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ nhưng hiện tại thấy diệp thần hồi phục tư đồ thanh thủy thoáng chốc tới giữa liền cảm thấy diệp thần thân cái đại khí vận thậm chí thật to vượt qua ngày xưa huyền gia thần nữ đế thích gia thánh tử lớn như vậy khí vận người chỉ phải sống không chết Cục diện thì có bị nghịch chuyển có thể, hắn là thật luống cuống. Ừ. Một cái sứ đồ lĩnh mệnh, vậy cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức trở về đi Thánh đường bẩm báo. Tiểu Huyên, đi nhanh giúp Luân hồi chi chủ chữa thương. Hồng Hân thấy Diệp Thần tỉnh lại, một hồi mừng rỡ, hướng một bên Tiểu Huyên nói. Dạ, chủ nhân. Tiểu Huyên lỗ tai mèo giật giật, chạy tới Diệp Thần bên người, tay nhỏ bé cầm Diệp Thần bàn tay, đem tự thân linh khí bơm vào đi vào. Diệp Thần ca ca ta là chín mệnh linh miêu mặc dù không phải là nói ta thật có chín cái mạng nhưng ta linh khí đối với khôi phục thương thế rất hữu dụng nha tiểu huyên hì hì cười một tiếng nói diệp thần quả nhiên liền cảm thấy một món mát rượi linh khí bơm vào đến trong kinh mạch để cho được thương thế hắn tốc độ khôi phục cũng là lớn lớn tăng lên nguyên vốn cần ba ngày thời gian mới có thể phục hồi như cũ hiện tại có thể chỉ cần một ngày rưỡi lâm thiên tiêu thấy diệp thần dần dần hồi phục cũng là lớn vui nói diệp huynh đệ quá tốt chờ ngươi phục hồi như cũ, chúng ta là có thể phá đánh ra. Diệp Thần trong mắt lướt qua vẻ ngương trọng, nói, không như vậy dễ dàng, ta huyết mạch cũng không phải là viên mãn. Coi như hiển hóa ra luân hồi chân thân, vậy không nhịn được bao lâu, hơn nữa tự thân cũng có bị cắn trả rơi xuống nguy hiểm. Lâm Thiên Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói, phải không? Vậy tình hình bây giờ, có thể chỉ có mời bế quan tại địa tâm miếu ba vị lão tổ ra tay, nếu như ba vị lão tổ chịu ra tay, nguy cơ tất nhiên giải quyết. Diệp Thần nói, địa tâm miếu ba vị lão tổ lâm thiên tiêu ở ừ một tiếng nói chúng ta lâm gia mặc gia hồng gia ba tộc đều có một vị thái cổ tổ tiên núp ở địa tâm miếu bên trong bọn họ là đối kháng thánh đường trung cực lực lượng từ thời đại thái cổ liền đang bố trí mưu cầu giết ngược cân nhắc quyết định đứng đầu rất ít hiện thân hậu thế bọn họ liền ẩn cư trên đất tâm miếu bên trong đế thích ma hầu cười lạnh một tiếng nói làm sao thiên tiêu ngươi muốn đi mời ba vị lão tổ Vậy địa tâm miếu núp ở Yên Vân Tử dưới chỗ sâu, cũng không ai biết ở nơi nào, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có tìm được. Trừ Phi lão tổ chủ động hiện thân, nếu không người ngoài căn bản không có thể có thể tìm được bọn họ, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Tiêu nói, chúng ta không tìm được là bởi vì là chúng ta vận khí quá kém, nhưng Diệp huynh đệ không cùng, hắn là luân hồi chi chủ truyền thế, thân cái đại khí vận, nếu như hắn chịu ra tay, nói không chừng có thể tìm được ba vị lão tổ tồn tại. Bên kia Hồng Kỳ Sơn nghe vậy cười nói: ngươi kêu thằng nhóc này đi yên vân tử giới ngược lại không như trực tiếp hiến tế tính mạng hắn thôi dù sao đều là một con đường chết diệp thần nhướng mày một cái nói vậy yên vân tử giới rất nguy hiểm sao lâm thiên tiêu ho khan hai tiếng nói đích xác là khá là nguy hiểm mười mấy vạn năm tới phàm là bước vào yên vân tử giới người liền không người nào có thể còn sống đi ra chỗ đó đặc biệt bí mật ba vị lão tổ ẩn cư ở bên trong liền cân nhắc quyết định thánh đường cũng không tìm được diệp thần nhướng mày một cái nói nếu nguy hiểm như vậy, ngươi hay là gọi ta đi. Lâm Thiên Tiêu bất đắc dĩ nói, Diệp huynh đệ, trên mình ngươi có đại khí vận, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, nếu không chúng ta bị thánh đường vây khốn, sớm muộn cũng là vừa chết. Vừa nói nhìn phía bầu trời, vậy thánh đường thiên quốc nguy nga khí tượng, đủ để cho mỗi một người rung động. Mọi người linh khí, truyền bá đến vũ trụ thần thụ bên trong, miễn cưỡng cùng thánh đường thiên quốc rằng co, nhưng mọi người linh khí, sớm muộn có khô kiệt thời điểm. Cùng đến lúc đó, thánh đường thiên quốc đánh giết xuống không người có thể ngăn cản được diệp thần sắc mặt trầm xuống nói chờ ta phục hồi như cũ nói sau nói xong diệp thần liền nhắm lại hai tròng mắt chuyên tâm tiến vào tu luyện khôi phục trạng thái lâm thiên tiêu thân thở một tiếng ở bên cạnh bảo vệ đồng thời vậy yên lặng đem tự thân linh khí truyền bá đến vũ trụ thần thụ bên trong duy trì tinh không vòng bảo vệ bảo vệ hồng kỳ sơn đế thích ma hầu các người thấy có còn sống cơ hội tự nhiên cũng không phải thật muốn chết yên lặng vận chuyển linh khí, duy trì vũ trụ thần thụ vận chuyển. Như vậy qua một ngày rưỡi, Diệp Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tư đồ Thanh Thủy bên ngoài thấy một màn này, chỉ hù được tâm đảm câu liệt, không nghĩ tới Diệp Thần khôi phục được nhanh như vậy. Nếu như Diệp Thần lại mở luân hồi huyết mạch, bọn họ há có thể ngăn cản. Tập 2934 Hắn như là không biết, Diệp Thần huyết mạch cũng chưa hoàn toàn viên mãn, tùy tiện mở, ngược lại có cắn trả tự thân nguy hiểm. Tam trưởng lão, thần chủ đại nhân truyền tới khẩu dụ. Lúc này, trước đây trở về hướng cân nhắc quyết định đứng đầu bẩm báo sứ đồ đã trở lại. Tư đồ Thanh Thủy vội vàng hỏi, thần chủ đại nhân nói thế nào? Vậy sứ đồ nói, không tiếc bất cứ giá nào, chu diệt luân hồi chi chủ. Tư đồ Thanh Thủy trực tiếp nhảy cỡn lên, nói, lão phu cũng muốn tư diệt luân hồi chi chủ, nhưng nơi nào có như thế đơn giản. Vậy sứ đồ nói, thần chủ đại nhân nói, nếu như giết không chết luân hồi chi chủ ngươi cũng không cần trở về cái gì tư đồ thanh thủy con ngươi co giúp lại cả người lông măng dơ lên đây có thể muốn hắn mạng già hắn chính mắt gặp qua diệp thần lợi hại luân hồi huyết mạch cháy vậy vô cùng cao luân hồi chân thân hiền hóa dõi mắt toàn bộ địa tâm vực trừ cân nhắc quyết định đứng đầu sợ rằng không người có thể cùng tranh phong cường hãn như vậy tồn tại hắn lấy cái gì đi đấu tam trưởng lão luân hồi chi chủ đi ra ngoài ngay tại tư đồ thanh thủy lo sợ không yên bất an thời điểm có người hướng hắn bẩm báo chỉ hướng vậy vũ trụ thần thụ tinh không vòng bảo vệ chỉ gặp vòng bảo vệ mở ra một cái hở diệp thần ở mười mấy cường giả vây quanh vô cùng nhanh chóng bay ra lúc đầu diệp thần thương thế phục hồi như cũ sau đó liền dựa theo ước định chuẩn bị lên đường đi yên vân tử giới tìm trong truyền thuyết địa tâm miếu mời ba vị lão tổ xuất quan diệp thần tay trái tay phải hai bên phân chớ theo một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân là mặc hàn hy và con mèo nhỏ nữ Mạc hàn hy cố ý cùng diệp thần đồng xanh cộng tử cho nên đi theo ra ngoài mà tiểu huyên là chín mệnh linh miêu thứ nhất có thể phụ trợ chữa thương thứ hai có che giấu hơi thở thiên phú vậy yên vân tử giới hiện đầy hung thú có tiểu huyên ở đây có thể để tránh cho cùng hung thú tác chiến đáng tiếc tiểu huyên cái này che giấu hơi thở thiên phú hiện tại không phát huy ra bất kỳ tác dụng thánh đường thiên quốc thật cao trôi lơ lửng ở trên cao thánh quang chiếu sáng vạn dặm hết thảy che giấu đều là vô dụng căn bản không giấu được diệp thần các người vừa ra lập tức bị thánh đường người phát hiện vũ trụ thần thụ vòng bảo vệ bên trong tất cả người vô cùng khẩn trương nhìn diệp thần bên ngoài là trọng trọng điệp điệp thánh đường tinh nhuệ như thế xông ra vậy cùng tự tìm cái chết xong hết rồi lần này đưa diệp thần đi ra ngoài ba tộc phái mười mấy tinh nhuệ hảo thủ bảo vệ nhưng cái này điểm thế lực ở thánh đường uy áp hạ đơn giản là không đáng giá đề ra hồng kỳ sơn hừ một tiếng nói ta đây muốn xem xem thằng nhóc này là không phải thật có đại khí vận đế thích ma hầu nhàn nhạt, nhạt nói như vậy lỗ mãng đi ra ngoài hơn phân nửa là phải chết à còn không bằng trực tiếp hiến tế hắn lâm thiên tiêu và hồng hân trầm mặc không mở miệng yên lặng nhìn chăm chú diệp thần ba trong tộc rất nhiều cường giả ánh mắt vậy rơi vào diệp thần trên mình hiện ở tất cả mọi người tương lai cũng ký thác vào diệp thần trên người một khi diệp thần chết đám người tuyệt không khả năng đối kháng thánh đường mau truy đuổi lập tức tiêu diệt luân hồi tri chủ phong tỏa hết thảy đừng cho hắn cháy huyết mạch cơ hội. Tư đồ Thanh Thủy thấy Diệp Thần đi phương xa bay đi, vội vàng lớn tiếng hò hét. Ừ. Mấy cái sứ đồ nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức mang một tôn tôn thiên đường thần tướng, ngang nhiên truy đuổi đánh ra. Cái này trên trời dưới đất, hoàn toàn bị thánh đường phong tỏa, khắp nơi đều là thánh đường tinh nhuệ. Diệp Thần mới vừa bay không bao xa, trước mắt thì có từng cái người mặc màu trắng bạc khôi giáp thánh đường đệ tử, cản đường hắn. Mà sau lưng hắn, mấy cái sứ đồ vậy mang nhóm lớn thiên đường thần tướng hãn dũng đánh tới diệp đại ca làm thế nào mặc hàn hy khoác ở diệp thần tay phải cánh tay mặt đẹp hơi trắng bệch diệp thần ca ca chúng ta sẽ không thật phải chết ở chỗ này chứ tiểu huyên cũng là luống cuống kéo diệp thần cánh tay trái cái này hai cái đại tiểu mỹ nhân mà mặc dù thực lực cũng khá là không tầm thường nhưng trước mắt thánh đường thế lực quá hừng hực các nàng hoàn toàn không phải địch thủ cương rắn muốn đánh vậy là chịu chết mà thôi diệp đại nhân các ngươi đi nhanh đi chúng ta cản ở phía sau vậy mười mấy che chở diệp thần các cường giả trong trong mắt đã có phải chết quyết tâm cực khổ diệp thần trịnh trọng chấp tay một cái ánh mắt quét nhìn nhớ cái này mười mấy người hình dáng luân hồi huyết mạch nếu như tu luyện tới viên mãn đỉnh cấp dựa vào lục đạo luân hồi thiên uy có thể làm người chết hồi phục cái này mười mấy người là quả quyết không thể có thể sống sót diệp thần chỉ có thể nhớ bọn họ tướng mạo sau đó mang mặc hàn hy tiểu huyên hai người đi về trước liều chết xung phong đi từng cái thánh đường tinh nhuệ đệ tử cản đường ở diệp thần trước mặt thái ất chấn lôi xa bạo diệp thần sắc mặt lạnh lùng bàn tay vung lên từng viên một xe lẫn sấm chớp mưa bão cát hung hăng đi về trước oanh đánh ra bình bịch bịch liên tiếp nổ từng cái thánh đường đệ tử thân thể liền như tờ giấy hồ vậy tại chỗ bị diệp thần nổ thành mảnh vỡ đầy trời mưa máu bay vẩy ở trên trời thánh quang chiếu rọi xuống liền như mộng ảo vậy pháo bông diệp thần mang hai cô gái nhanh chóng phá vỡ mưa máu đi bên ngoài phi độn đi đứng lại phía sau mấy cái sứ đồ nghiêm túc tiếng quát to vội vàng mang nhóm lớn thiên đường chiến tướng tới đây đuổi theo vậy mười mấy che chở người liều chết ngăn cản chỉ một cái hô hấp liền bị thiên đường các chiến tướng đao kiếm chém thành thịt nát chính là cái này một hô hấp thời gian diệp thần đã nhanh chóng trốn xa chạy đi đáng chết, mau truy đuổi. Mấy cái sứ đồ khẩn trương, lật đật mang rất nhiều thiên đường chiến tướng, đuổi giết đi lên. Khôn linh địa ma khôi, cho ta ngăn trở bọn họ. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, thả ra một đầu con rối. Cái này con rối chính là mặc hoàng tể tặng cho hắn địa ma khôi lỗi. Cái này địa ma khôi lỗi, vốn là đã bị diệp thần chém ra hai nửa, nhưng lúc này kinh qua một đoạn thời gian tu bổ, đã tự động hết bệnh. Hống, diệp thần một thả ra ngoài vậy địa ma khôi lỗi liền ngửa mặt lên trời gầm thét tản mát ra vô cùng hung mãnh uy thế có một cái sứ đồ chỉ lo đuổi giết diệp thần không ngờ tới địa ma khôi lỗi đột nhiên toát ra bị địa ma khôi lỗi hai tay một chục dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại có thể bị đánh thành thịt nát đừng để ý cái này con dối đi nhanh đuổi theo người tư đồ thanh thủy xa xa thấy một màn này nghiêm nghị quát lên ừ. đám người muốn vòng qua con rối, đuổi theo giết diệp thần nhưng cái này địa ma khôi lỗi liền như có linh tính vậy đạp sẽ bước điên cuồng truy đuổi cuốn đám người bị cái này địa ma khôi lỗi một trì hoãn diệp thần chạy được xa hơn rất mau mất tung ảnh lại có thể thật chạy mất vũ trụ thần thụ vòng bảo vệ bên trong đám người thấy diệp thần thoát khỏi theo dõi không khỏi đại hỷ hồng kỳ sơn và đế thích ma hầu cũng là hơi cảm thấy ngạc nhiên cũng không nghĩ tới diệp thần có thể như thế mau lẹ chạy khỏi mà lâm thiên tiêu và hồng hân chính là hơi thở phào nhẹ nhõm tiếp theo liền xem diệp thần có thể hay không tìm được địa tâm miếu mời ba vị lão tổ dưới núi đáng chết lại có thể để cho thằng nhóc này chạy bầu trời bên trong tư đồ thanh thủy thấy diệp thần chạy khỏi nhất thời kêu la như sấm cân nhắc quyết định đứng đầu đã ra lệnh muốn hắn chu diệt luân hồi chi chủ nếu như nhiệm vụ thất bại thì phải cầm tính mạng hắn tới bổ sung đây cũng không phải là chuyện đùa tư đồ thanh thủy sắc mặt phát trắng vội vàng cắn bể đầu ngón tay bước ra máu tươi suy diễn nhân quả thằng nhóc kia đi yên vân tử giới mau truy đuổi thật may diệp thần chạy ra khỏi không xa nhưng quả còn ở tư đồ thanh thủy một tí suy diễn liền bắt được đầu mối chỉ tiếc hắn không thể rời đi còn phải đối phó ba tộc người liền lập tức phái người đuổi theo giết mấy cái sứ đồ nghe được yên vân tử giới bốn chữ đều là hơi biến sắc trong lòng vừa âm thầm nghi ngờ vậy yên vân tử giới là một phiến tử điện vô luận ai tiến vào đều không thể còn sống đi ra trốn đi nơi đó làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng nghe đến mệnh lệnh truy kích, lập tức thì có bốn cái sứ đồ dẫn mấy trăm thiên đường chiến tướng từ nhỏ đường xuất phát, nhanh chóng chạy tới Yên Vân Tử Giới, muốn đuổi giết Diệp Thần. Từ nơi này đến Yên Vân Tử Giới, chừng đếm xa vạn dặm, dọc theo cái này con đường mòn, có thể tăng thêm tốc độ, là một con đường tắt. Bốn cái sứ đồ dẫn thiên đường chiến tướng từ nhỏ đường chạy tới Yên Vân Tử Giới. Vừa vặn bên kia, Diệp Thần mang Mặc Hàn Hi cùng Tiểu Huyên chạy tới tới đây. Cái này Yên Vân Tử giới là một phiến minh mông to lớn cương vực, hiện đây u tối mây mù, một mắt nhìn vào, căn bản không thấy được bất kỳ phong cảnh, chỉ có vô cùng vô tận sương mù dày đặc, từ khí nồng nặc tràn ra tới, trong phẳng phất có thể nghe được mãnh thú gầm thét, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần vốn cho là đã thoát khỏi thánh đường theo dõi, nào nghĩ tới đối phương dọc theo một con đường khác tới. Hai bên người gặp nhau, đều là thất kinh, Tiểu Huyên ai yêu một tiếng kêu lên. Đi. Diệp Thần không muốn gây thêm rắc rối, lập tức kéo hai cô gái bước vào Yên Vân Tử giới bên trong. Ba người bóng người lập tức dần dần không nhìn thấy ở sương mù dày đặc xám trong mây. Đứng lại. Bốn cái sứ đồ kêu to, đi tới Yên Vân Tử giới bên bờ, cũng không dám đi vào. Vậy từng cái thiên đường chiến tướng cũng là chố mắt nhìn nhau, không dám bước vào. Yên Vân Tử giới là địa tâm vực nổi danh tử địa, cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống đi ra. Bên trong hiện đầy tất cả loại cường đại hung thú, còn có rất nhiều quỷ dị ách nan tai họa. Làm thế nào? Có nên đi vào hay không? Chúng ta đi vào chính là chết, vẫn là đợi một chút đi. Yên Vân Tử dưới tràn đầy chết tai họa, dự đoán thằng nhóc kia vậy không nhịn được bao lâu, rất nhanh liền muốn đi ra. Không sai, vẫn là chờ một chút hãy nói. Bốn cái thánh đường sứ đồ thấp giọng thương lượng, đều không dám vào đi chịu chết sau khi thương lượng bốn người quyết định ở chỗ này chấn thủ xem xem tình huống nói sau mà lúc này diệp thần mặc hàn hy tiểu huyên ba người cũng bước chân vào yên vân tử giới bên trong chỗ này hiện đây u tối sương mù cái gì vậy không thấy được trong không khí tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm hơi thở mặc hàn hy và tiểu huyên hai cô gái đều là dọa sợ không nhẹ một trái một phải ôm lấy diệp thần cánh tay này các ngươi như vậy ta còn đi đường nào vậy Diệp Thần vừa bực mình vừa buồn cười, trợn mắt nhìn hai cô gái một mắt. Hai cô gái nga một tiếng, tuột ra mở Diệp Thần cánh tay. Cái này không rõ ràng sương mù bên trong, nguy cơ hơi thở không ngừng, tiếng thú gào bên tai không dứt, khá là làm người ta sợ hãi. Diệp Thần thân thể thanh quang hiện lên, hiển hóa ra một cái thanh long, là thanh long xà la bóng người. Thanh long xà la cây cũng coi là nửa bụi cây thần thụ, có khu tai tránh nạn hiệu quả. Xanh long nhất ra, Trung quanh không rõ ràng sương mù quả nhiên liền chậm rãi lui bước dần dần lộ ra một khối rộng rãi đất đai mảnh đất này thổ nhưỡng là cho đen màu sắc tựa hồ lộ ra tai họa ước chừng có bảy bước chu vi đi ra bảy bước phạm vi chính là vô biên vô tận sương mù dày đặc tôn chủ nơi này sương mù dày đặc quá lớn ta chỉ có thể khai thác chu vi bảy bước thiên đường hoàng tuyền thế giới bên trong thanh long xa la cây nói thầm vậy là đủ rồi diệp thần gật đầu một cái Vậy biểu thị hài lòng, hướng mặt Hàn Hy và Tiểu Huyên nói, tốt lắm, nghỉ ngơi trước một chút đi. Mới vừa trải qua một tràng lớn đuổi giết, ba người đều là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. À, hai cô gái đáp một tiếng, ngồi xuống đất ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt đều mang sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn về Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần là bọn hắn người đáng tin cậy, có thể hay không ở nơi này phiến sương mù dày đặc thế giới còn sống, thì phải xem Diệp Thần. Con mèo nhỏ nữ Diệp Thần nhìn về Tiểu Huyên kêu lên. Diệp thần ca ca, ngươi kêu ta. Tiểu huyên lỗ tai mèo giật giật, nói. Diệp thần nói, ngươi không phải nói nắm giữ che giấu hơi thở thiên phú sao. Ẩn núp tốt nơi này hơi thở, ta muốn luyện hóa một kiện pháp bảo. Được, ngươi muốn luyện hóa pháp bảo gì? Tiểu huyên hơi có điểm tò mò, trong lúc nói chuyện thủ quyết nạn động, bố trí ra một cái mịt mờ thiên phú trận pháp, đem nơi có toàn bộ khí tức ẩn núp. Diệp thần móc ra một cán cờ xí, nói chính là pháp bảo này cách mặt đất diễm quang cờ cái này cần cờ xí chính là Nam phương thánh địa cách mặt đất diễm quang cờ cách mặt đất diễm quang cờ ngày xưa chủ nhân lã phong đã chết pháp bảo này liền hoàn toàn quay về diệp thần tất cả hàn hy thay tà hộ pháp diệp thần phân phó vì để tránh cho bất ngờ cần thiết hộ pháp vẫn không thể thiếu ừ diệp đại ca mặc hàn hy đứng lên bảo vệ ở diệp thần bên người ngay tại diệp thần chuẩn bị hiến tế lúc đó đột nhiên diệp thần cảm giác được cái gì một quả ngọc bội đang lóe lên quỷ dị ánh sáng đây là hắn và huyết ngưng thiên đưa tin ngọc bội diệp thần thậm chí nhìn một cái mình đặt vào tại hoàng tuyền đồ chấn tà bàn cũng không có khác thường nhưng mà mình thân ở yên vân tử giới bất quá nếu huyết ngưng thiên kêu gọi mình tự nhiên có chuyện quan trọng lại nên làm sao đi tìm huyết ngưng thiên ngay tại lúc này thanh long xa la cây mở miệng nói tôn chủ ngài đi trước địa phương ngược lại là và nơi đây không xa. Nói đến cổ quái, địa tâm vực không gian quy luật có chút vấn đề. Diệp thần con người híp lại, đang chuẩn bị hỏi thanh long sala la cây càng nhiều lúc đó, trung quanh hư không chập chờn, rồi sau đó một đạo mang máu bóng người đột nhiên vọt vào. Chính là huyết ngưng thiên. Giờ khắc này, liên liên mặc hàn hy và tiểu huyên đều có chút bối rối. Nhất là chấn động dĩ nhiên là diệp thần. Chuyện gì xảy ra? huyết ngưng thiên lại bị thương hơn nữa lần này hơi thở so lần trước còn kinh khủng hơn chẳng lẽ huyết kiếm minh lại hướng huyết ngưng thiên ra tay hẳn không có thể huyết kiếm minh sứ mạng và hắn có liên quan bọn họ ba người cũng có thể nói là ở cùng người trên một cái thuyền huyết kiếm minh coi như tẩu hỏa nhập ma cũng không nên như vậy máu cô nương ngươi thế nào diệp thần kêu một tiếng nhưng hôm nay huyết ngưng thiên thương thế quá nặng bất đắc dĩ Diệp Thần chỉ có thể dùng bắt Quái Thiên Đan thuật, Thiên Tiên Cẩm Lý sao đối với Huyết Ngưng Thiên chữa thương, thậm chí lần nữa đem ngón tay mình đưa vào Huyết Ngưng Thiên môi đỏ mọng bên trong. Mạc Hàn Hi thấy một màn này, diễn cảm có chút khác thường, nhưng cũng biết hôm nay mạng người lớn hơn trời. Lần này Huyết Ngưng Thiên quen việc dễ làm, cắn bể Diệp Thần ngón tay, đậm đà sinh mệnh lực tràn đầy toàn thân. Nàng vậy gương mặt tái nhợt lại là dần dần hồng nhuận. Rất nhanh, Huyết Ngưng Thiên thức tỉnh, nàng lông mi mau run run, mở ra vậy đôi mắt to linh động nhìn một cái mặc hàn hy và tiểu huyên khi thấy diệp thần ngay tức thì lo lắng đứng lên diệp thần không xong diệp thần con người đông lại một cái phát sinh cái gì huyết tiền bối đâu huyết ngưng thiên tiếp tục nói mới vừa rồi là huyết kiếm minh cưỡng ép vận dụng ba kiếm quy tắc ý biến dạng hư không đem ta đưa tới nơi này